Carbonara Color Lux, sắc màu của bạn, cá tính của bạn. Có mặt cùng với hai khách mời và hai cầu thủ của Công an Hà Nội, ba cầu thủ của Công an Hà Nội, vâng, những người đã rất vui mừng, rất hân hoan với cảm xúc ngay lúc này. Chúc mừng Công an Hà Nội, họ đã có lần thứ hai lên ngôi ở giải bóng đá hạng cao nhất Việt Nam, 39 năm chờ đợi, và họ cũng trở thành đội bóng tân binh đầu tiên sau 20 năm lên ngôi ở V-League năm nay. Lúc này chúng tôi đang đứng cạnh Philip Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, những tân binh rất chất lượng của Công an Hà Nội mùa bóng năm nay. Đầu tiên chắc là xin được hỏi Quang Hải, cảm xúc của Quang Hải lúc này như thế nào khi Quang Hải đã có lần thứ tư lên ngôi ở V-League? Thật sự đây là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì phải nói rằng là đây là một chức vô địch vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân Hải cũng như là toàn thể đội bóng Công an Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Hải nghĩ rằng là sẽ dành tặng chiến thắng này cũng như là chức vô địch này cho toàn thể người dân thủ đô cũng như là người hâm mộ bóng đá Công an nói riêng. Cá nhân Hải thì đã từng 3 lần lên ngôi ở V-League, nhưng chức vô địch lần này có gì đặc biệt so với Hải? Tất nhiên rồi, vô địch cùng đội bóng mới thì luôn luôn đem lại một cảm giác rất là mới lạ và vô cùng là hạnh phúc. Và Hải nghĩ rằng là Hải sẽ tiếp tục để nỗ lực nhiều hơn nữa để đem lại được nhiều thành tích hơn nữa cho câu lạc bộ của mình. Và cảm ơn Hải với những chia sẻ vừa rồi. Cũng gia nhập Công an Hà Nội mùa bóng năm nay là Đoàn Văn Hậu, và cũng đã giành được chức vô địch một cách đầy xứng đáng. Hậu cảm thấy như thế nào ngay lúc này với chức vô địch V-League? Hậu cảm thấy rất là vui khi mà giành được chức vô địch lần này, và đây lại thêm một chức vô địch nữa đối với cá nhân Hậu, và Hậu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hy vọng trong tương lai tới sẽ có thật nhiều danh hiệu hơn nữa cùng với đội bóng. Và Hậu có muốn nói một lời nào với những khán giả đây không? Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những khán giả yêu mến câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã theo dõi câu lạc bộ suốt hành trình vừa qua, suốt mùa giải vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng mọi người sẽ cùng chờ đợi và chờ đón mùa giải mới. Và toàn đội câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẽ cố gắng và tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu hay hơn nữa. Cảm ơn những chia sẻ của Đoàn Văn Hậu, và đương nhiên rồi không thể thiếu chốt chặn rất tin cậy của Công an Hà Nội, thủ thành Philip Nguyễn. Ngày hôm nay Philip Nguyễn cũng đã có những pha cản phá rất xuất sắc và góp công lớn vào chức vô địch của Công an Hà Nội trong mùa giải năm nay. Không biết rằng là cảm xúc này của Philip Nguyễn như thế nào? Congratulations Philip Nguyễn, and you made some great save today. How do you feel today when becoming the champion of V-League? Of course it's a great feeling because it's for my first time to be champion. So I'm really enjoying that. It's my second month in Vietnam and already champion, so it feels great. Vâng, đây là mới là cái tháng thứ hai mà tôi có mặt ở Việt Nam thôi, nhưng đã trở thành nhà vô địch rồi, một cảm giác rất là tuyệt vời. Chắc chắn đây là một cái chức vô địch rất là đáng nhớ, cái danh hiệu quốc gia đầu tiên ở tôi ở trong cái sự nghiệp của mình. So what is the difference of playing football in Vietnam and in the Czech Republic? Of course it's different, most the biggest difference is the weather, of course, but I'm enjoying to playing here, so I'm happy I can be here. Và tôi hỏi Philip Nguyễn rằng là cái điểm gì khác biệt giữa chơi bóng ở Việt Nam so với chơi bóng ở Cộng hòa Séc, thì thủ thành Philip Nguyễn có trả lời rằng là đương nhiên là cái thời tiết rồi, rất là nắng nóng, nhưng mà tôi rất là hạnh phúc khi được chơi bóng ở đây. Và câu hỏi cuối cùng dành cho Philip Nguyễn, bạn muốn dành tặng cái chức vô địch, cái danh hiệu V-League đầu tiên trong sự nghiệp này cho ai? So who do you want to dedicate this title for? For all my family, my father, my wife, my son, for all my family from Czech Republic, so it's all for them. Vâng, tôi muốn dành tặng cái chức vô địch này cho gia đình của tôi, cho ba tôi, cho vợ tôi, con trai của tôi và cho những người mà tôi yêu mến. Đó tất cả là những cái người thân yêu mà tôi muốn dành tặng cái chức vô địch V-League này cho. Và một lần nữa xin được cảm ơn Philip Nguyễn và chúc mừng Philip Nguyễn với danh hiệu này. Once again, congratulations to your V-League. Vâng, xin chúc cho câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp tục có những mùa giải thành công nữa. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.